Ngày 16 tháng 1, AS Roma đưa ra quyết định sa thải Jose Mourinho, kết thúc 2 năm rưỡi đôi bên làm việc cùng nhau. Người đặc biệt được bồi thường tổng cộng 101 triệu đô la sau khi bị sa thải. Trong đó, Chelsea là khoảng 33 triệu đô la, gồm 22,5 triệu đô la ở lần đầu năm 2007 và 10,5 triệu đô la cho lần thứ hai vào năm 2015. Năm 2013, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha bị Real Madrid cắt hợp đồng và nhận 21,5 triệu đô la. Kỷ lục đền bù trong một lần sa thải của Mourinho là 25 triệu đô la khi rời Manchester United vào tháng 12 năm 2018. Nhà cầm quân 60 tuổi dẫn dắt Tottenham 17 tháng trước khi bị thanh lý hợp đồng và nhận bồi thường 19 triệu đô la. Khi bị Roma sa thải, ông nhận 3,7 triệu đô la vì hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa 2023-2024. Tổng số tiền bồi thường Mourinho nhận qua các lần bị sa thải vượt trội các đồng nghiệp. Xếp sau ông là Antonio Conte với 47 triệu đô la, trong đó có 33 triệu đô la từ Chelsea vào năm 2018. Mourinho gia nhập Roma hè 2021, theo hợp đồng đến hết mùa 2023-2024. Huấn luyện viên 60 tuổi giúp đội bóng áo màu bá trầu vô địch Conference League 2021-2022, danh hiệu đầu tiên của họ trên đấu trường châu Âu, vào chung kết Europa League mùa trước, nơi họ thua Sevilla 1-4 trong loạt đá luân lưu cùng 2 lần về thứ 6 Serie A. Mùa này, Roma thi đấu bấp bênh, họ đứng thứ 9 tại Serie A dù có quỹ lương cao thứ 3 tại giải. So với cùng kỳ mùa trước, Roma giành ít hơn 9 điểm, thủng lưới nhiều hơn 6 bàn và thắng ít hơn 3 trận. Họ cũng thua đại kình địch Lazio ở tứ kết Cúp Italy và không thể đứng nhất bảng Europa League với các câu lạc bộ được đánh giá thấp hơn là Serif, Sveti và Slavia Praha. Vì vậy, ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định cắt hợp đồng với huấn luyện viên Mourinho cũng như đội ngũ trợ lý của ông. Theo đó, cầu thủ Roma không biết quyết định của câu lạc bộ khi đến tập luyện ở Trigoria sáng ngày 16 tháng 1. Trợ lý của Mourinho, Salvatore Forti, đến sân tập một giờ sau thông báo của Roma và gần như rơi nước mắt. Chủ sở hữu câu lạc bộ Dan Fredkin đã bay từ Mỹ về Roma để trực tiếp thông báo sự việc cho các cầu thủ. Xuyên suốt mùa này, Mourinho liên tục đổ lỗi cho lịch thi đấu dày đặc, tình hình chấn thương và ám chỉ câu lạc bộ thiếu tham vọng, không thể bạo chi trên sàn chuyển nhượng. Thực tế, vào hè năm 2023, Roma tuyển mộ 7 cầu thủ là Romelu Lukaku, Leandro Paredes, Renato Sanchez, Ivan Niska, Hossein Aoua, Rasmus Christensen và Sada Asmoun. Nhưng trong số này, chỉ Lukaku và Niska thường xuyên đá chính, còn lại đều không đáp ứng được kỳ vọng. Vài giờ sau khi sa thải Mourinho, Roma đã bổ nhiệm Daniele De Rossi theo hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa 2023-2024. De Rossi là huyền thoại của Roma, khoác áo câu lạc bộ này giai đoạn 2001-2019, ghi 63 bàn qua 616 trận. Cựu tiền vệ Italy cùng Roma đoạt 3 danh hiệu là Cúp Italy năm 2007-2008 và Siêu Cúp Italy năm 2007. De Rossi sau đó khoác áo Boca Juniors một mùa rồi giải nghệ. De Rossi là thành viên tuyển Italy vô địch World Cup năm 2006. Ông cũng là một trong những trợ lý của Roberto Mancini trong hành trình cùng Italy đăng quang Euro 2020. De Rossi từng dẫn dắt SPAL tại Serie B mùa trước nhưng bị sa thải sau 17 trận với 3 thắng, thua 8 và hòa 6.